huấn luyện viên Inter Miami bác bỏ tin đồn Lionel Messi trở lại Barca. Huấn luyện viên trưởng của Inter Miami, Gerardo Martino đã cười nhạo những tin đồn cho rằng Lionel Messi sẽ trở lại Barcelona vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Kể từ khi chia tay gã khổng lồ xứ Catalonia vào năm 2021, Messi đã không ít lần được cho là sẽ trở lại Camp Nou như một cái kết viên mãn. Song anh vẫn lỡ hẹn với đội bóng cũ trong bối cảnh Blaugrana gặp quá nhiều khó khăn về tài chính. Khi Messi chia tay Paris Saint-Germain vào mùa hè này, những đồn đoán về chuyến trở về Barcelona dành cho cầu thủ từng 7 lần giành quả bóng vàng lại một lần nữa tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup đã quyết định từ bỏ hy vọng đó cũng như những lời đề nghị từ Saudi Arabia để chuyển sang MLS ký hợp đồng với Inter Miami cho đến tháng 12 năm 2025. Chủ tịch Barca Juan Laporta tuyên bố rằng đội bóng của ông đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tái ký hợp đồng với Messi. Siêu sao đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng ở Bắc Mỹ với 11 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 13 trận. Cầu thủ 36 tuổi này đã ghi bàn trong mọi trận đấu cho Heron trong hành trình giành chức vô địch League Cup. Nhưng nỗ lực lọt vào vòng play-off MLS của họ đã thất bại khi anh vắng mặt vì chấn thương. Messi vào sân thay người ở hiệp 2 trận đấu với Cincinnati hôm Chủ nhật. Nhưng anh không thể giúp đội bóng của Martino tránh khỏi thất bại 0-1, điều đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của Miami. Messi vẫn chơi cực kỳ ấn tượng sau khi gia nhập Miami. Với việc Messi sắp phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài ở cấp câu lạc bộ, các báo cáo gần đây cho rằng Barca có thể thực hiện động thái tái ký hợp đồng với cầu thủ ghi bàn kỷ lục mọi thời đại của họ theo dạng mượn vào tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, những thông tin này nhanh chóng bị huấn luyện viên trưởng Martino của Inter Miami bác bỏ. Khi được báo chí hỏi về tin đồn Messi trở lại Barca, Martino trả lời, cậu ấy đi du lịch hả? Có lẽ cậu ấy sẽ về thăm Barcelona. Ngoài điều đó ra, tôi không biết gì khác. Trước khi có cuộc chia ly mùi mẫn vào mùa hè năm 2021, Messi đã ghi 672 bàn thắng sau 778 trận cho Barcelona trên mọi đấu trường, cũng như 303 đường kiến tạo suốt 16 năm đầy vinh quang. Bên cạnh sự khởi đầu nhanh chóng ở MLS, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng ở cấp độ quốc tế và đã ghi bàn trong 8 lần ra sân gần nhất cho Argentina. Messi không loại trừ việc thi đấu ở World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ, mặc dù anh đã nhấn mạnh rằng anh muốn tập trung vào Copa America vào năm tới trước khi quyết định tương lai thi đấu quốc tế của mình. Cầu thủ 36 tuổi này đã được triệu tập vào đội hình của Lionel Scaloni cho các trận đấu quốc tế tháng này, nơi là Albiceleste sẽ gặp Paraguay và Peru trong hai trận vòng loại World Cup 2026 tiếp theo của họ, lần lượt vào ngày 13 và 18 tháng 10.